Hi, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hiện nay tết nhất mà rảnh, hôm nay mới được rảnh được á, mình lấy ra cây này ra mình làm giúp luôn. Tại mình nhớ có lần đâu mình làm cây này mới chờ đấu đội, chưa có FFA. Ok, thì tại Tết mà, Tết nhất tới nơi này, bận làm nhiều thứ lắm. Súng đạn trong nick của mình cũng có giới hạn, cho nên việc mà làm clip hàng ngày như nhiều quá thì khó lắm. Đạn cũng không có chơi trò này nhiều nữa. Làm gì á? Làm gì không? Thôi tôi chạy đi, hết chạy cũng kịp nữa. Chết với tôi. Ấy đây, sợ bên đây biết mà. Thế mà không thấy được mình, phòng thế này mà cũng có lục nữa. Ơi xem mi phải cực. Hèn gì thấy ông kia cũng chạy mà cái tiếng súng của ông nổ đùng 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 đùng. Đồ cỏ hả? Qua đây, qua đây. Đi làm bên đây. Biết mà, nghe cái tiếng. Trời ơi, vai. Ngã thì bắn thôi. Nó đúng rồi chứ, nhưng mà ê. Trời. Ê, cái thằng này nó được. Nó sao sao nha. Hát à, tại mình thấy đi vừa đi gì không có ai mà đi kiểu vậy, chạy mà vừa bắn được, chạy mà chạy nhanh đó. Ê. Đó. Ghê đi. Giờ này chuyên nghiệp cũng ít gặp hắc lắm. Nhưng mà cũng gặp được hay. Thường mình thấy hắc thì nó chỉ ở tân binh, lọ mọ với tân binh đó. Trời ném nữa. Ui, trời. Cố lên top coi. Đồ cỏ nè. Cam đi đừng chết mà. Ui. Trời ơi, giờ phòng loạn luôn. Đây tôi đang nổi nóng nha, cho nên chết xong mà tôi bắn kinh. Tôi mới thua đổ bên CSGO, tôi đang bực. Trời. Mày. Mày cứ. Trời ơi, nó bắn kìa. Ê, má mình lo nhìn cái thằng quỷ hắc không à. Đồ má xin cá tường.
Quái cực Doom hát thật sự luôn á. Lâu lắm rồi mình thấy được cái một thằng hát mà nó lộ liễu tới vậy mỗi ti á. Kiểu này mình nghĩ là mượn ạc thì bắn à. Mượn ạc kêu ngoài cái hát. Ủa, kìa đấy. À, chết đi tôi. Oh, yeah. Trời, nó nẻ kìa. Chuột nè. cái ông thập tam muội này nãy giờ như kiểu cầm mưa nấp chỗ. Có ai đây không? Lâu rồi mới cầm cái khẩu B26 này đi chung. Trời ơi, nó vẫn còn bắn. Trời. Ông nội này đứng yên luôn. Thua. Nó mà hát kiểu đó là thua rồi. Nó hết đạn xuống chín, nó lội xuống lục rồi nó bắn luôn. Hết trận. Hắc đứng đầu. Yeah, 57. Yeah. Vãi cả cứt. Vê cả lờ bé. Yeah. Quá thiệt lâu rồi mới thấy được có ông khách không vô má. Kia kia vãi. Ok. Thì clip của mình sẽ về thì tới đây nha. Thì má đã dừng cùng bắn nữa. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ cho channel của mình nha. Và GM nếu mà có coi được clip của mình thì thôi thì ban hộ cái thằng này luôn. Vãi thiệt chứ.